Thưa quý vị, Điện Kremlin được mệnh danh là trái tim của nước Nga. Đây là khu phức hợp chính trị, xã hội, lịch sử, nghệ thuật và cũng là nơi ở chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau vụ tấn công của máy bay không người lái UAV vào Điện Kremlin, an ninh của nơi này đã được siết chặt. Vậy Điện Kremlin có những gì mà khiến cho nơi này được gọi là pháo đài lớn nhất châu Âu? Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá biểu tượng quyền lực của xứ sở Bạch Dương trong số Chuyện Đông Tây lần này. Điện Kremlin là một tổ hợp kiến trúc kiên cố nằm tại trung tâm thủ đô Moscow, gồm 15 tòa nhà, 20 tòa tháp với các bức tường có tầm chiều dài khoảng 3 km và dày tới 6 m. Toàn bộ công trình có tổng diện tích hơn 275.000 m² với 5 điện chính, 4 nhà thờ và nhiều khu vườn ở bên trong, được xây dựng từ năm 1482 đến năm 1495. Điện Kremlin cũng là từ được dùng để chỉ chính quyền của Tổng thống Nga, tương tự như Nhà Trắng tại Mỹ. Ban đầu, vùng đất này có vai trò bảo vệ cho khu dân cư ở trên đồi Borovitsky, mũi đất nơi con sông Nelinaya đổ vào sông Moscow bằng những hàng rào gỗ. Đến năm 1156, những công trình quân sự đầu tiên với tổng chiều dài là 700 m bắt đầu xuất hiện. Năm 1812, Moscow và Điện Kremlin bị quân đội của Hoàng đế Pháp Napoleon tấn công và chiếm đóng. Khi rút lui, Napoleon đã ra lệnh đào hào và bố trí mìn ở xung quanh Điện Kremlin và một số công trình quan trọng khác nhằm phá hủy nước Nga. Moscow rung chuyển và ngập trong biển lửa sau khi những quả mìn đầu tiên phát nổ. Tuy nhiên, một trận mưa lớn trút xuống khiến những quả còn lại bị vô hiệu hóa và đám cháy bị dập tắt. Điện Kremlin tránh được một nguy cơ bị hủy hoại nhưng vẫn phải trải qua nhiều lần trùng tu và mở rộng. Từ năm 1955, Điện Kremlin bắt đầu mở cửa cho công chúng tham quan. Từ năm 1991, Điện Kremlin được chọn làm nơi ở và làm việc chính thức của Tổng thống Nga. Tuy nhiên, ông Putin hiếm khi sinh sống mà chủ yếu làm việc tại đây. Dinh thự của ông nằm ở khu Novo Ogaryovo ở phía tây thủ đô Moscow. Nằm ngay tại trung tâm của thủ đô Moscow, nhìn ra con sông Moscow hiền hòa và thơ mộng, Điện Kremlin bao gồm 4 cung điện, 4 nhà thờ, một bức tường thành và rất nhiều tháp cao sừng sững. Hiện nay, Điện Kremlin là nơi lưu trữ bộ sưu tập độc nhất vô nhị, những kỷ vật lịch sử, kiến trúc và văn hóa như nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh, nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Michael, nhà thờ Truyền tin hay nhà thờ Hoàng gia. Ngày nay, các cơ quan cao cấp và hàng đầu của Nga đều có văn phòng đặt tại đây. Cung điện trở thành nơi làm việc của các cơ quan tối cao nhất của chính quyền Nga và là một trong những kiến trúc lịch sử, nghệ thuật chính của quốc gia này. Điện Kremlin được mệnh danh là một trong những khu vực bí ẩn nhất của nước Nga. Du khách được vào tham quan cũng chỉ được đến khuôn viên của điện và khu bảo tàng, giáo đường chứ không được đi vào các cơ quan mật của nhà nước. Đặc biệt, phía trong điện còn rất nhiều đường hầm được xây dựng từ thời xa xưa mà đến nay vẫn không rõ lý do. Điện Kremlin được ví như một pháo đài ở giữa thủ đô Moscow và bảo vệ an toàn cho Tổng thống Nga. Theo chuyên gia nghiên cứu nước Nga Magella Ottiti, về lý thuyết, Điện Kremlin có thể điều động gần 100.000 thành viên có vũ trang từ 4 lực lượng khác nhau trong trường hợp có biến cố xảy ra. Lực lượng đầu tiên chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Tổng thống và Điện Kremlin là Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga FSO. FSO là một chi nhánh của KGB, Ủy ban An ninh và Nhà nước thời kỳ Liên Xô. FSO có khoảng 20.000 cho tới 30.000 người. Cũng có thông tin cho rằng quân số của lực lượng này lên tới 50.000 người. FSO đặc biệt ưu tiên những người có kinh nghiệm quân sự, dù đây không phải là tiêu chí bắt buộc khi tuyển chọn thành viên. Đội cận vệ bảo vệ Tổng thống Putin là các nhân viên Cục An ninh Tổng thống. Cục này trực thuộc FSO với quân số từ 2.000 cho tới 3.000 nhân viên mặc thường phục. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, các yếu nhân và một số địa điểm quan trọng như Điện Kremlin, họ còn được giao nhiệm vụ kiểm soát vali hạt nhân để sử dụng trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Bên cạnh FSO, lực lượng khác đảm bảo an ninh cho Điện Kremlin còn là cảnh sát Moscow GUVD với quy mô khoảng 50.000 người. Đây là lực lượng cảnh sát hùng hậu và lâu đời nhất ở nước Nga. Ngoài ra, Điện Kremlin còn được bảo vệ bởi lực lượng quân sự hóa của Bộ Nội vụ Venutrennye. Bản chất của lực lượng này là công an nhưng được quân sự hóa, không khác nhiều so với quân đội chính quy. Lực lượng này từng tham gia chinh chiến tại Chechnya và Kavkaz. Lực lượng chủ đạo của nhóm này tại thủ đô Moscow là Sư đoàn Dzerzhinsky hay còn gọi là Sư đoàn Onyas Odon với quy mô là 12.000 người nổi tiếng trung thành tuyệt đối với Điện Kremlin. Sư đoàn này gồm một số đơn vị chuyên biệt như tiểu đoàn cứu hỏa nhưng không có nhiều xe tăng và đại bác như một sư đoàn quân đội thông thường. Venutrennye còn có nhiều đơn vị khác rải rác ở Moscow, song chủ yếu chỉ là trạm tư lệnh trung chuyển.
An ninh của Moscow và Điện Kremlin cũng được đảm bảo bởi các đơn vị quân đội chính quy tinh nhuệ gồm Lữ đoàn Súng trường Tamaskaya số 2 và Lữ đoàn Xe tăng độc lập Kante Miroskaya. Trong trường hợp xảy ra biến cố nghiêm trọng, lực lượng lính dù thuộc Trung đoàn Trinh sát độc lập VDV số 45 tại căn cứ Kubinka hay lính biệt động thuộc Lữ đoàn Spetsna số 16 có thể hỗ trợ. Từ nhiều năm qua, UAV đã bị cấm bay gần Điện Kremlin. Các nhân viên an ninh của Nga triển khai những thiết bị đặc biệt để bắn hạ bất cứ UAV nào có xu hướng tiếp cận. FSO hiếm khi xác nhận nơi ở hay tiết lộ hoạt động của ông Putin. Mỗi khi Tổng thống rời đi hoặc trở về Điện Kremlin, FSO sẽ chặn các con đường gần đó để hạn chế các phương tiện giao thông khác. Các biện pháp an ninh xung quanh Điện Kremlin cũng có thể khiến hệ thống định vị toàn cầu GPS bị loạn. Nga có khả năng tạo ra các tín hiệu định vị toàn cầu giả mạo nhằm che giấu vị trí của Tổng thống Putin. Do đó, định vị của Điện Kremlin có khi ở vị trí cách xa hàng chục km so với ngoài đời thực. Một cựu nhân viên FSO đào tẩu mới đây tiết lộ, ngay cả khi ông Putin dường như đang ở trong Điện Kremlin, thì ông ấy cũng có thể không thực sự ở đó. Tổng thống Nga được cho là đã lập ra các văn phòng làm việc giống nhau ở nhiều địa điểm, với nội thất và cách bài trí giống nhau đến từng chi tiết từ bàn làm việc đến tranh treo tường. Chỉ đến gần đây, ông Putin mới đề cập đến sự tồn tại của một căn hộ riêng tư mà ông nói thường xuyên sử dụng bên trong khuôn viên của Điện Kremlin. Phòng làm việc chính và căn hộ của ông Putin được cho là đều nằm ở cung điện Thượng viện, khu vực bị UAV xâm nhập vào sáng ngày 3 tháng 5. Theo truyền thông Nga, khuôn viên rộng lớn của Điện Kremlin dù có nơi ở chính thức của Tổng thống nhưng nó mang tính chất nghi lễ hơn là thực tế. Theo truyền thông, trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ nổ bí ẩn sâu trong lãnh thổ Nga và các vụ xâm nhập gần đây của UAV ở Moscow, Nga đã tăng cường hệ thống phòng không cho thủ đô. The Moscow Times hồi tháng 1 dẫn hình ảnh các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hệ thống phòng không được triển khai trên tầng thượng của các tòa nhà ở Moscow, trong đó có trụ sở Bộ Quốc phòng Nga và khu vực cách nơi ở của ông Putin khoảng 10 km. Trước đó, hệ thống tên lửa phòng không S-400 được nhìn thấy tại một vườn quốc gia và một bãi thử vũ khí ở phía bắc và đông bắc của Moscow. Thưa quý vị, sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin, dù chưa xác định được thủ phạm chính xác của vụ việc này, song các hành động phía sau của Nga và Ukraine đang khiến tình hình cuộc xung đột leo thang. Các chuyên gia nhận định, vụ UAV tập kích Điện Kremlin mà Nga cáo buộc Ukraine đứng sau có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc chiến kéo dài hơn 14 tháng giữa hai nước này. Nga ngày 3 tháng 5 cáo buộc Ukraine phóng UAV vào Điện Kremlin để thực hiện kế hoạch ám sát Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhanh chóng phủ nhận cáo buộc khi khẳng định rằng phía Kiev đang bận rộn bảo vệ các ngôi làng và thành phố của mình và Ukraine không có đủ vũ khí để thực hiện cuộc tập kích này. Trong bối cảnh hiện chưa rõ ai là người đứng sau vụ tập kích, các chuyên gia cho rằng vụ việc có thể trở thành một bước ngoặt trong chiến sự Nga-Ukraine. Ông Mark Katz từ trường chính sách SCA thuộc Đại học George Mason, Mỹ cho biết hiện chưa rõ những máy bay không người lái này đến từ đâu, ngay cả khi chúng được trang bị vũ khí, khả năng xác định chính xác vị trí của ông Putin trong khu phức hợp Điện Kremlin là khá thấp. Điện Kremlin cho biết khi vụ việc xảy ra, ông Putin đang làm việc tại dinh thự Novo-Ogayovo bên ngoài Moscow. Ông John Spencer, thiếu tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu nhận định nếu xảy ra kịch bản Ukraine tập kích vào Moscow, điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới quan điểm của dư luận Nga với cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua. Chính quyền Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine gây ra mối đe dọa an ninh và các vụ tập kích vào lãnh thổ Nga, dù chưa rõ ai thực hiện, có thể sẽ củng cố cho mối nghi ngờ nói trên. Mặt khác, Nga cũng đã úp mở về việc có thể sẽ đáp trả vào các nhân vật cấp cao Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev cảnh báo, sau vụ việc, không còn lựa chọn nào khác là loại ông Zelensky và các thuộc cấp. Chúng ta không cần ông ấy ký vào một biên bản đầu hàng vô điều kiện. Trong khi đó, nghị sĩ Nga Viktor Sobolev cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công, coi đây là lằn ranh đỏ cuối cùng mà Kiev đã vượt qua. Ông Sobolev kêu gọi chính quyền Nga ngay lập tức đáp trả bằng một cuộc tấn công vào các cơ sở chiến lược ở Kiev, chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định như vậy mà không gây hại cho dân thường. Theo chuyên gia David Sibay từ Đại học Cornell, Mỹ, vụ việc có thể khiến cho Nga quyết định leo thang hơn nữa chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm vào các cơ sở ra quyết định của đối phương. Vụ việc này tiếp tục khiến quan hệ Nga-Ukraine thêm căng thẳng, dẫn tới triển vọng về một cuộc đàm phán dường như càng trở nên xa vời. Từ tháng 10 năm ngoái, ông Zelensky đã ký sắc lệnh loại trừ mọi khả năng thương lượng với ông Putin, nhưng vẫn để ngỏ sẽ đối thoại với tổng thống khác của Nga. Diễn biến ngày 3 tháng 5 có thể khiến cho giải pháp hòa bình cho cuộc chiến kéo dài gần 15 tháng tiếp tục lâm vào viễn cảnh bế tắc.